Mới đây, môn bóng chuyền nữ đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Việt Nam khi diễn ra chặng một giải vô địch Đông Nam Á CV League 2023. Diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 4/6/8, giải đấu quy tụ 4 đội tuyển hàng đầu khu vực, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia. Mặc dù sân nhà đã giúp đội bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng, nhưng họ vẫn chưa thể vượt qua đối thủ mạnh Thái Lan. Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-3 và đứng vị trí thứ hai. Không chỉ ở CV League 2023 mà cả tại SEA Games 32, bóng chuyền nữ Thái Lan cũng đã vượt qua đội tuyển Việt Nam để giành ngôi vô địch. Thái Lan đã duy trì sự thống trị trong môn bóng chuyền nữ SEA Games từ năm 1995 đến nay. Đối thủ Việt Nam đã nhiều lần thách thức, nhưng đã phải chấp nhận thất bại trước sức mạnh của Thái Lan trong 11 trận chung kết. Mặc dù đã có những nỗ lực, vận động viên bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ giành được 3 set trong 11 trận đấu đó. Sự thất bại liên tiếp trước đối thủ Thái Lan đã khiến nhiều người tự đặt ra câu hỏi, tại sao trong suốt hơn 20 năm, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa có một lần đánh bại Thái Lan? Có phải các vận động viên Việt Nam thiếu quyết tâm và nỗ lực? Để có câu trả lời, chúng ta hãy lắng nghe những góc nhìn từ những người trong cuộc. Một trong số đó là Đinh Thị Trà Giang, người có kinh nghiệm gần 15 năm thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và từng thi đấu ở Thái Lan. Một góc nhìn về sự phát triển của bóng chuyền nữ Thái Lan từ chuyên nghiệp hóa đến mô hình cạnh tranh khốc liệt đã được đưa ra bởi vận động viên Trà Giang. Trong một bài viết, cô nhấn mạnh sự đầu tư to lớn của Thái Lan cho bóng chuyền từ cấp độ tuyển quốc gia đến câu lạc bộ và trường học. Điều này đã giúp họ vươn lên và trở thành một trong những thế lực bóng chuyền hàng đầu ở châu Á và thế giới. Với hai lần lên ngôi vô địch châu Á và việc lọt vào top 8 thế giới vào cuối năm 2022, bóng chuyền nữ Thái Lan đã khẳng định vị thế của mình. Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng được đánh giá cao về tiềm năng, nhưng vẫn còn khoảng cách so với Thái Lan. Mô hình phát triển bóng chuyền Thái Lan đáng chú ý với việc chuyên nghiệp hóa và sự cạnh tranh khốc liệt. Từ năm 2005, họ đã áp dụng mô hình thi đấu lượt đi lượt về cùng hệ thống lên xuống hạng tương tự bóng đá. Điều này đã tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến các đội phải thi đấu tới tấp để tránh xuống hạng. Khả năng tuyển mộ ngoại binh cũng là một yếu tố quan trọng, nâng cao chất lượng đội bóng Thái Lan. Sự cạnh tranh khốc liệt đã thúc đẩy sự phát triển của các vận động viên bóng chuyền Thái Lan và tạo điều kiện cho họ vươn xa hơn trong sự nghiệp. Trong khi đó, tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam từng thi đấu tại Thái Lan như Ngọc Hoa, Trà Giang đã chứng kiến sự khốc liệt của giải đấu tại đây. Những thách thức và học hỏi từ mô hình phát triển của Thái Lan có thể giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cải thiện và nâng cao thành tích trong tương lai. Mô hình thi đấu bóng chuyền ở Thái Lan không chỉ đơn thuần là một hệ thống thi đấu, mà còn là một bài học trong việc xây dựng và phát triển thể thao. Thành công của bóng chuyền nữ Thái Lan không đến từ sự tình cờ, mà là kết quả của một quá trình mài giũa, đầu tư và cố gắng không ngừng. Mô hình thi đấu bóng chuyền Thái Lan được xây dựng dựa trên công thức thành công từ hệ thống Venn Final của Mỹ, đã được điều chỉnh và tối ưu hóa để phù hợp với điều kiện và nguồn lực của đất nước. Thông qua việc sao chép và tùy biến, Thái Lan đã tạo ra một mô hình giải đấu sôi động, tạo sự hấp dẫn và bất ngờ ở từng chặng đấu. Mùa giải bóng chuyền Thái Lan được chia thành 3 chặng quan trọng. Chặng 1 gồm 8 đội bóng thi đấu theo hình thức vòng tròn một lượt, trong đó mỗi chiến thắng đều quý giá. Sau đó, 6 đội xuất sắc nhất sẽ tiếp tục cuộc chiến ở chặng thứ 2. Ở đây, cơ hội vượt qua vòng loại và tham gia vào chặng chung kết, Grand Final, vẫn còn mở ra cho tất cả. Không có sự tích lũy điểm số từ các chặng trước, điều này tạo nên một môi trường cạnh tranh cam go, đồng thời giúp giữ cho sự hồi hộp và bất ngờ luôn hiện diện. Như một cuộc hành trình kéo dài trong 6 tháng, mỗi chặng đấu là một bài học, một cơ hội để các vận động viên Thái Lan rút kinh nghiệm và cải thiện. Bên cạnh giải bóng chuyền Thái Lan, các vận động viên còn tham gia các giải đấu quốc tế ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Sự liên tục trong lịch trình thi đấu giúp họ không ngừng nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm và thích nghi với các tình huống khác nhau. Một điểm đáng chú ý khác của mô hình thi đấu Thái Lan là sự quan tâm đặc biệt đối với việc phát triển từ lứa U13. Từ những đội trẻ nhỏ, họ đã được hướng dẫn và đào tạo theo một kế hoạch chặt chẽ, giúp họ phát triển không chỉ kỹ thuật và thể lực mà còn lòng đam mê và tinh thần thi đấu. Nhìn vào những thành công vang dội như vô địch CV League 2023 hay việc đánh bại Trung Quốc ở giải U19 nữ châu Á, cùng với những màn trình diễn ấn tượng tại Volleyball Nation League, có thể khẳng định rằng bóng chuyền nữ Thái Lan không chỉ. Trước khi kỷ nguyên Thái Lan nắm giữ, Philippines đã từng là quốc gia dẫn đầu về đội tuyển bóng chuyền nữ trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng trong thời gian gần đây, một cái tên đã nổi lên như một đối thủ đáng gờm đối với vị trí thứ hai của khu vực, đó chính là đội tuyển nữ Indonesia của Việt Nam. Vào năm 2017, Indonesia đã lọt vào trận chung kết SEA Games, khiến cho Việt Nam phải chấp nhận ngôi huy chương đồng. Những trận đấu gần đây giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia đã cho thấy sự cân bằng về trình độ giữa hai đội. Trong hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam có sự góp mặt của các cầu thủ nổi tiếng như Thanh Thúy, Kiều Trinh và Như Quỳnh, trong khi Indonesia cũng không kém phần mạnh mẽ với các tuyển thủ xuất sắc như phụ công Waya Nerfadila và đặc biệt là chủ công Megawati Hanzischai. Megawati Hanzischai, 24 tuổi, được đánh giá là một trong những tài năng nổi bật nhất của bóng chuyền nữ Indonesia. Sau những màn trình diễn ấn tượng trong các giải đấu quốc nội, cô đã có cơ hội thi đấu ở Thái Lan và Việt Nam. Gần đây,
Cô đã đầu quân cho câu lạc bộ Daejeon KCC tại Hàn Quốc, một trong những đội bóng mạnh nhất của xứ sở Kim Chi. Những cầu thủ như Megawati và Waya là kết quả của sự đầu tư đáng kể vào chương trình đào tạo bóng chuyền chuyên nghiệp tại Indonesia. Xứ vạn đảo không chỉ nổi tiếng với đội bóng chuyền nam mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, mà họ còn đã áp dụng thành công mô hình đó vào bóng chuyền nữ. Đúng như mô hình phát triển của bóng chuyền nữ Thái Lan, Indonesia cũng đang tìm kiếm những tài năng tiềm năng như Megawati để đảm bảo sự bền vững trong tương lai. Sự thăng hoa không ngừng của bóng chuyền nữ Indonesia đã khiến họ trở thành một đối thủ đáng gờm cho vị trí thứ hai trong khu vực, cạnh tranh mạnh mẽ với Việt Nam. Vị trí số 1 dường như vẫn nằm trong tay của Thái Lan trong nhiều năm tới, bởi trong khi các cầu thủ Việt Nam và Indonesia mới chỉ bắt đầu tiến ra thế giới, Thái Lan đã vươn mình đến châu Âu để thách thức những đối thủ mới.